Hôm nay test và giới thiệu đến các bạn đầu Marantz model 15S1. Đây là một cái đầu CD lừng danh của Marantz, một cái con mà nó ra mắt thay thế những cái con trước kia, thay thế những huyền thoại như là Marantz 94 Limited. Thì con này nó nặng như một cái âm ly luôn, nặng khoảng 15 kg, và thiết kế nó rất là ngầu, nó bo tròn ở hai bên. Toàn thân là mặt phay nhôm ở bên hông này, bên hông là phay nhôm, ở đây là một nắp sắt kim loại rất là nặng. Thì con này nó có cái thiết kế là màn hình của nó là cái điểm mà mình không ưng thích của cái con này nhất là cái màn hình. Tại vì hãng á, hãng lại làm cái màn hình con này là màu xanh, trong khi cái chữ lại là màu trắng, nên khi chúng ta nhìn á thì chúng ta sẽ hơi thấy là nó hơi bị khi có ánh sáng thì nó hơi bị chói để chúng ta quan sát. Đây là một cái đặc cái điểm trừ của con Marantz này, còn lại thì mọi thứ nó đều quá xuất sắc luôn. Đây là đặc điểm chung của cái dòng Marantz mà 15 ở đây nha. Cái màn hình nó là như vậy chứ không phải là nó sao hết nha. Con này thì nó chạy con chip 32 bit, nên nó chơi những cái loại đĩa SACD rất là hay luôn. Các bạn lưu ý, mình nói là nó chạy đĩa 32 bit nha, chứ không phải là nó chơi giải mã bên ngoài. Thì những cái đầu mà nó có chức năng giải mã bên ngoài á, thì nó sẽ là 15S2, 15S3 á, thì nó có chức năng. Nhưng đầu này thì nó chỉ là đầu CD, SACD 32 bit thôi. Các bạn thấy logo của Super Audio CD này. Con này được lắp ráp và sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Quay phía sau cho các bạn nhìn. Sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Đây là cái đường ra. Made in Japan. Đây là đường ra cáp quang, cáp đồng trục đường ra. Đó, mình quay lại cái màn hình cho các bạn nhìn này, rất là ok thôi mà nó bị ánh sáng của cái bóng đèn tiếp nó làm cho các bạn nhìn nó hơi lòa. Đó. Tốc độ đọc đĩa của con này cũng rất là nhanh nha. Đó, các bạn thấy đọc liền ha. Rất là nhanh luôn, bấm lui này. Đó. Rồi. Ok, và mức giá của con này các bạn nghe là hết hồn luôn. Mình bán chỉ với 10 triệu thôi. Đọc đĩa tất cả đều tốt nha. Không có remote kèm theo đâu nha các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Và bây giờ thì mình sẽ test một bản nhạc cho các bạn thưởng thức cái chất âm của con 15S1 này. Chỉ với 10 triệu thôi. Thì bạn nào có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì có thể liên hệ mình. Mình có bán USB và ổ cứng chip sạc nhà. Một cái USB là 800.000, 128 GB, và cái một cái ổ cứng là 1.000 GB, mức giá là 2 triệu tùy cái nhu cầu mà bạn sử dụng nha. Về đâu làn tóc xòa bên dưới.
phong trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió lùa vai, lầu kim trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu khi thôi mơ ước chi. Xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sâu.